phúc vị chung cho lớp học học để bác thăm mặt. Dạ. Nam mô Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lễ quý sư, con kính lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Đã đến giờ lễ bái Tam Bảo. Kính xin tất cả tất mích cùng trang nghiêm thân khẩu ý, hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu tịnh hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Dạ. Nam mô Bổn Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lãnh lễ sư. Con xin kính chào cô chú học viên trong lớp học. Con xin tụng kinh Tam Bảo. Sakye kame cha rupe giri si karata te chan kali khe vi ma ne ni be ra the cha ga me ta ru wa na ga ha ne ge ha wa thum hi khe te pho ma cha yam tu ne wa cha la tha la vi sa me ra kha gan tha pa na ga ti than ta san ti ke yam mu ni wa ra wa cha nam sa tha wo me so na Yeah.
Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học Pali ngày hôm nay ạ. Kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Thầy Giác.
Xin chào các Phật tử học viên. Dạ, con xin lễ sư ạ. Con xin chào sư ạ. Giờ bữa nay mình sẽ sửa bài tập số số 2. Bài tập số 2 của bài 2. Để xem cái bài tập số 2. Bài tập thứ số 2. Thái tử Siddhartha Giáng Sinh. Bài tập số 2 thì mình học về danh từ. Học về danh từ thì nhớ qua bốn khía cạnh. Tức là mình có học về danh từ thì chúng ta phải biết về về tính, về ngữ số, về cách, về vị ngữ, bốn cái khía cạnh đó khi mình nói đến danh từ. Ở đây phần bài tập thứ nhất đó là người ta cho mình tìm các danh từ, gạch dưới các danh từ thuộc nam tính và cho biết vị ngữ của chúng. Rồi bây giờ ai làm được phần phần 1 này nè, ai làm được giơ tay lên để làm đi. Ở đây thì người ta kêu mình tìm danh từ nam tính. Ai làm được câu này? Không ai làm được câu này hả? Ai giơ tay đi. Mời cô Hảo Nguyễn đi. Cảm tới mình tập phát biểu làm bài tập rồi ha. Để cho quen. Đây là phải tập làm. Dạ bà sư. Chữ A dú là tuổi thọ, là danh từ trung tính và vĩ ngữ ú ạ. À. Ở đây người ta kêu mình gạch dưới danh từ trung nam tính thôi. Dạ, câu gạch dưới thì nam tính. Dạ, nam tính thì danh từ nam tính là ý xí, vĩ ngữ ý ạ. À. Danh từ nam tính ra cha là đức vua, là nam tính và vĩ ngữ á. Ra chá của ma rá là thái tử, là nam tính, vĩ ngữ á. Bát tá là cái bát, là danh từ nam tính, vĩ ngữ á. Rồi, cảm ơn nhiều. Dạ. Rồi, câu 2. Cho được bao nhiêu đó đi. Nhiều đó, mỗi người làm câu. Dạ. Rồi, câu 2. Câu 2 nghe mời cô Kim Cúc. Câu 2 thì cho mình gạch dưới danh từ nữ tính. Cô Kim Cúc cầm mic chưa nghe hết. Gạch dưới các danh từ nữ tính và cho biết vĩ ngữ của chúng. Sư sư có từ Amma là người mẹ. Vĩ ngữ là A. Bồ thí là cây bồ đề. Có vĩ ngữ là Ý. Và chữ Sala là căn phòng. Có vĩ ngữ là A. Sư sư hết. Rồi, giờ là phần 3 gạch dưới các danh từ trung tính và cho biết tiếng vị ngữ của chúng. Mày có gì Thủy?
Dạ thưa sư, trong bài ba này thì có danh từ cú lá, gia đình, vĩ ngữ là á, và danh từ va rí là nước, vĩ ngữ là ý, và danh từ lum bí ní quá ná, vĩ ngữ là á. Thưa sư hết ạ. Rồi tốt. Rồi vậy Lâm xong phần bài tập bài bài số 2. Tại bằng bài này thì chủ yếu mình học các vị ngữ, chưa học cách chia. Giờ mình sẽ học qua bài số 3 ha. Còn sửa bài tập chỉ có nhiêu đó thôi. Bây giờ mình học bài số 3. Bài số 3 bài số 3 thì học về hoàng tộc, phần lịch sử Đức Phật. Nguyên hoàng tộc đây là ảnh của Đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Mahamaya, phụ hoàng và mẫu hậu của Thái tử Siddhartha. Phần văn phạm thêm học danh từ nam tính bị ngữ ác như là Nara. Rồi phần đàm thoại về cách hoàn thông sức khỏe. Đây là phần đoạn lịch sử, thì mình chỉ có đoạn lịch sử ngắn này thôi. Là Đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Maya là phụ hoàng và mẫu hậu của Thái tử Siddhartha. Sau khi hạ sinh Hoàng Nhi được 7 ngày thì Hoàng hậu băng hà. Từ đó Di Mẫu Maha với cha Pati Gotami là người nuôi dưỡng Thái tử. Con chúa Yasothara là anh hậu của Thái tử và Hoàng tử Rahula là hoàng nam của ngài. Thái tử là người thuộc dòng tộc Sakya, họ Gotama. Khi ấy ngài ngự tại thành Kapilavastu. Đây đó là phần lịch sử. Bây giờ mình sẽ học một số từ vựng liên quan đến các phần lịch sử này. Chúng ta cố gắng học nhớ một ít từ vựng. Nhớ một ít từ vựng thì đến khi mình học càng cao lên thì nó mới dễ học. Còn nếu mà mình học studio bây giờ mà học quyển 2 mà các tử mình không nhớ được vài 300 từ là thấy khó. Còn nếu mình nhớ hoài được vài 300 từ rồi thì dễ. Cho nên với lại cái sòng giáo trình này thì sư cũng sòng cũng canh những từ được lặp đi lặp lại rất là nhiều. Nếu mình cố gắng nhớ từ đầu thì mình học theo cái giáo trình thì rất là dễ. Còn nếu mình không nhớ thì càng lên cao thì nó càng khó. Tại từ ngữ nó càng nhiều lên. Với lại còn thêm các bản chia. Còn mình học mới như vậy thì cố gắng tiếp thu một ít từ ngữ. Các từ này mình chỉ khó đọc lại chữ Bali thôi, còn phần chữ tiếng Việt hầu như là mình đã nhớ nghĩa nó hết. Tại lịch sử Đức Phật mà hầu như là mình đã nhớ hết rồi. Mình chỉ còn đọc chữ Bali cho được thôi. Với cũng cố gắng tập đọc. Thấy lớp lên tới 30 người mà chỉ có 29-30 người mà chỉ có mấy người đọc à. Nên tập đọc để làm quen. Đọc thì nó mới nhớ. Học ngoại ngữ mà mình không đọc thì mình không nhớ được đâu. Phải tập đọc. Có đúng có sai gì đó nhưng mà nhờ như vậy nó mới tiến bộ. Còn nếu mà mình không chịu đọc không được, không tiến bộ được. Rồi bây giờ nghe đọc ha. Rajakulas. Rajakulas là hoàng tộc ha. Chữ Rajakulas thì là hoàng tộc. Suthodana Rajas là vua Tịnh Phạn hoặc là vua Suthodana. Mahamaya Devi hoàng hậu Mahamaya. Rajamatu là phụ hoàng
ra cho pi tu, xin lỗi là mẫu hậu, ra cho ma tu là mẫu hậu, ra cho pi tu là phụ hoài, ra cho ma tu, ra cho pi tu, ra nghe đọc lại, ra cho cú lá, ra cho cú lá, xuất thô đá ná ra chát, xuất thô đá ná ra chát, ma Mahamaya Devi, Mahamaya Devi, Raja Matu, Raja Matu, Raja Pitu, Raja Pitu, à, nghe đọc lại lần nữa, Raja Kula, Suthodana Raja, Mahamaya Devi, Raja Matu, Raja Pitu, rồi mời lắp tay giơ tay lên để mình tập đọc bài. Các khánh mời các tử đọc bài sư. Dạ. Dạ xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Raja Kula là hoàng tộc. Sutho Dana Raja là đức vua tịnh phạn. Maha Maya Devi. Maha. Dạ. Maha Maya Devi. Maha Maya. Maha Maya Devi là hoàng hậu. Maha Maya. Raja Matu là mẫu hậu. Raja Pitu là phụ hoàng. Bạch sư con xin hết ạ. Dạ. Yeah. Yeah, xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc. Raja Kula là hoàng tộc. Suthodana Raja đức vua. Suthodana Mahamaya Devi hoàng hậu. Mahamaya Raja Matu là hoàng hậu, mẫu hậu. Raja Pitu là phụ hoàng. Con xin hết ạ. Dạ, yeah, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Raja Kula là hoàng tộc ạ. Suthodana Raja là vua tịnh phạn. Mahamaya Devi là hoàng hậu Mahamaya. Raja Matu là mẫu hậu. Raja Pitu là phụ hoàng. Dạ bà sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Kim Cốt ạ. Thưa sư con xin đọc ạ. Raja Kula hoàng tộc. Suthodana Raja là đức vua Suthodana. Mahamaya Devi hoàng hậu Mahamaya. Raja Matu là mẫu hậu. Raja Pitu là phụ hoàng. Thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Thanh Nữ Thanh Ngọc ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Raja Kula là hoàng tộc. Suthodana Raja là vua tịnh phạn. Mahamaya Devi là hoàng hậu Maya. Raja Matu là phụ hoàng. Raja Pitu là mẫu hậu. Dạ con xin hết. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Raja Kula là hoàng tộc. Suthodana Raja là đức vua tịnh phạn. Mahamaya Devi là hoàng hậu Mahamaya. Raja Matu là mẫu hậu. Raja Pitu là phụ hoàng. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Thạch Nguyễn ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Raja Kula Suthodana Raja Mahamaya
Da Maha Maya Dewi Raja Matu Raja Pitu. Dạ thưa con xin lỗi. Dạ, xin mời Phật tử Phùng Đẹp ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Ra chá cú lá là hoàng tộc. Sút thô đa ná ra chá là đức vua tịnh phạ. Maha Maha Maya Devi là hoàng hậu Mai Maha Yama Maya. Ra chá ma ra chá ma tú là mẫu hậu. Ra chá bí tú là phụ hoàng. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Diệu Thủy ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Ra chá cú lá là hoàng tộc. Sút thô đa ná ra chá là đức vua tịnh phạn. Maha Maya Devi là hoàng hậu Maha Devi. Maha Maya Devi là hoàng hậu Mahaja. Raja Matu là mẫu hậu. Raja Pitu là phụ hoàng. Thưa sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư xin đọc. Raja Kula là hoàng tộc. Sudo Dana Raja đức vua tịnh phạn. Maha Maya Devi Devi hoàng hậu Maha Maya. Ra trá ma tú mẫu hậu. Ra trá bí tú phụ hoàng. Dạ thưa sư xin hết. Dạ có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Con xin đọc ạ. Dạ xin mời Quân Nguyễn ạ. Cha cha Kula hoàng tộc ạ. Phúc Khô Đà Nạ cha cha đức vua tịnh phạm. Maha Maya Devi hoàng hậu Mai cho. Cha cha Matu mẫu hậu. Cha cha Pitu phụ hoàng. Con xin hết ạ. Dạ có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ thưa sư đã hết rồi sư. Dạ à. Nghe đọc lại ha. Rajakula Rajakula Sothodana Raja Sothodana Raja Mahamaya Devi Mahamaya Devi Raja Matu Raja Matu Raja Pitu Raja Pitu. Rồi đó là trang 1. Giờ mình học thêm trang từ vựng nữa ha. Kalankaroti là băng hà. Kalankaroti là băng hà. Mahapachapati Gotami. Bà Mahapachapati Gotami ha. Yasothara Raja Kumari. Yasothara Raja Kumari. Công chúa Yasothara. Yasothara Raja Kumari. Rahula Raja Kumara. Hoàng tử Rahula. Rahula Raja Kumara. Hoàng tử Rahula. Sakka hay là Sakya. Sakka hay là Sakya. Nè. Dòng tập Thích Ca thôi. Gautama. Gautama. Gautama thường là phiên âm là chữ Cồ Đàm đó. Đó là cái họ ha, họ Gautama và họ Cồ Đàm. Kalankaroti. Kalankaroti. Mahapachapati Gautami. Mahapachapati Gautami. Yasothara Raja Kumari. Yasothara Raja Kumari. Rahula Raja Kumara. Rahula Raja Kumara. Sakka.
Sakya, Sakka, Sakya, Gautama. À, nghe lại lần nữa. Kalankaroti, Kalankaroti, Mahapajapati Gautami, Yasothara Raja Kumari, Yasothara Raja Kumari, Rahula Raja Kumara, Rahula Raja Kumara, Sakka, Sakya, Sakka, Sakya, Gautama. Cái chữ Sakka hay Sakya này là người dòng Thích Ca ha, người dòng Thích Ca. Rồi mời lớp giơ tay lên để đọc bài. Khánh mời lớp đọc bài MC. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Thủy. Thưa cô sư, con xin đọc ạ. Kalankaroti Maha Baja Pati Gautami Yaso Gautami. Đọc phân biệt chữ A, chữ E, chữ I, chữ I ha. Rồi chữ A, chữ A, đọc phân biệt. Dạ. Maha Maha Pacha Pati Gautami Yasotha Raja Ja Kumari Rahula Raja Kumara Sakka Sakya Gautama Sakya Sakya Gautama Gautama xin hết ạ. Gautama Gautama. Dạ, sư sư con xin hết ạ. Đọc nghĩa luôn ha, nhớ đọc nghĩa để nhớ nghĩa chứ không sư sư nhớ rồi các tử mình không nhớ phải đọc kinh nhớ. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cốt ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Kalang Karoti Băng Hà Maha Pacha Pati Gautami Bà Maha Pacha Pati Gautami Yasothara Raja Kumari Công chúa Yasothara Rahula Raja Kumara Hoàng tử Rahula Sakka Sakya dòng tộc Sakka Gautama là họ Gautama. Thưa sư xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Cá lăng cá rô tí là băng hà. Maha pa cha pa tí Pati Gautami là Maha Basa Bade Gautami Yasothara Raja Kumari là công chúa Yayudala Rahula Raja Kumara là hoàng tử Rahula Sakka Sakya người dòng Thích Ca Gautama là Cồ Đàm. Bà sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Dạ, con xin đọc ạ. Ca lăng cá rô tí là băng hà Maha Pacha Pati Gautami là hoàng hậu Maha Gautami Yasothara Raja Kumari là công chúa Yasothara Rahula Raja Kumara là hoàng tử Rahula Sakka Sakya hết rồi đó. Người dòng Thích Ca Gautama họ Gautama. Con xin hết ạ. Mời Phật tử Thiên Mã. Dạ thưa sư xin đọc. Thiên Ninh ngày mai thứ tư. Ca lăng cá rô tí băng hà thứ bảy Maha Pacha Pati Gautami
tốn tiền to apesa ba đề gotami yeso de re re tre cú mary công chúa yeyu đà la re hú lé re tre cú ma re hoàng tử re hầu la sắc ké xe ký giá người dòng thích ke gotama cô đàm. Dạ thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Con xin đọc bạch nguyện là gì ạ? Dạ thưa sư con xin đọc Kalam Karoti Bangha Mahapajapati Gotami Mahabhasada Sambhasapa De Gotami Yasotha Raga xin lỗi Yasotha Rajakumari công chúa Yasotharajakumari Yasotha Rajakumari công chúa Yadudala Rahula Rajakumara hoàng tử Rahula Saka Sakya người dòng Thích Ca Gotama cô đàm. Dạ thưa con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Thanh Nữ Thanh Ngọc. Mít chưa Phật tử Thanh Nữ Ngọc nè. Dạ xin mời Phật tử Thanh Nữ Thanh Ngọc. Mời người khác đi. Dạ xin mời Phật tử Phạm Tình Thảo. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Ca lăng cá rô tí mà băng hà má ha tá cha tá tí vô tá mi là hoàng hậu má ha tá cha tá tí giá sô thá ra ra chá quý nga là công chúa giá sô thá ra ra hú lá ra chá quý ma rá là hoàng tử ra hú lá chắc tá sa kỳ giá là dòng tộc sắc tá vô tá má cổ đàm. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ thưa sư con xin đọc sư. Dạ xin mời Phật tử Thanh Nữ Thanh Ngọc ạ. Dạ thưa sư con xin đọc dạ, cam lát ca lam cá rô tí là băng hà ma ha ba giá ba tí gô ta mí là hoàng hảo ma ma ha ma già ma đề gia sô ha ra ra giá cú ma rí là công chúa Yajudala, Rahula, Raja Kumara là thái tử Rahula, Sakka Saya là người dòng Thích Ca, Gotama là cô đàm. Dạ thưa sư xin hãy. Dạ, xin mời Phật tử Mangala Nandi đi. Dạ thưa sư xin đọc cá lăng cá rô tí là băng hà má ha bá cha bá tí gô tá mi là hoàng hậu gô tá mi giá sô đá ra ra chá cú ma ri là công chúa gia du đà ra ra hú lá ra chá cú ma ra là hoàng tử ra hầu ra Sát khá hoặc là sát ký á là người dòng tộc Thích Ca. Gô tá má là cồ đàm. Dạ thưa sư xin hết. Dạ xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bà sư cũng xin đọc ạ. Ca lăng cá rô tí
là băng hà. Maha Pachapati Gotami là hoàng hậu Maha Pachapati Gotami. Yasodhara Raja Kumari là công chúa Yasodhara. Rahula Raja Kumara là thái tử, là hoàng tử Rahula. Sakka Sakya là dòng tộc Thích Ca. Gotama là cô đàm ạ. Dạ con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Phùng Đẹp ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Ca lăng cá rô tí là băng hà. Maha Bacha Pati Gotami là hoàng hậu Gotami. Yasodhara Raja Kumari là công chúa Yayudhara. Rahula Raja Kumara là hoàng tử Rahula. Sakka Sakya là người dòng Thích Ca. Gotama là cô đàm. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Cái gì đây? Sư con xin đọc. Dạ, xin mời Phật tử Quanh Nguyệt. Ca lăng cá rô tí băng hà. Maha Pacha Pati Gotami. Maha Pacha Ba Đề Gotami. Ca sô tha ra 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 cu la ma ri. Cu ma ri làm công chúa Gia Ru Đà La. Rahula Rada Kumara hoàng tử Rahula. Sakka Sakya tổng Thích Ca. Gotama cô đàm ạ. Con thưa sư con xin hết ạ. Dạ có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ, thưa sư đã hết rồi sư. Lớp đọc chưa tốt lắm. Đọc còn chưa phân biệt được âm ngắn, âm dài. Ví dụ S, A hoặc là I, I. Nhớ đọc phân biệt được cho được âm ngắn, âm dài. Rồi nghe đọc lại. Ca lăng cá rô tí. Ca lăng cá rô tí. Maha Pacha Pati Gotami. Maha Pacha Pati Gotami. Yasodhara Raja Kumari. Yasodhara Raja Kumari. Rahula Raja Kumara. Rahula Raja Kumara. Sakka Sakya. Sakka Sakya. Gotama. Gotama. À, nghe lại lần nữa ha. Ca lăng cá rô tí. Ca lăng cá rô tí. Maha Pacha Pati Gotami. Maha Pacha Pati Gotami. Yasodhara Raja Kumari. Yasodhara Raja Kumari. Rahula Raja Kumara. Rahula Raja Kumara. Sakka Sakya. Sakka Sakya Gotama. Gotama. Rồi về tập đọc thêm ha. Lớp đọc chưa tốt lắm. Phải đọc cho tốt mới được. Tại các bài đầu này là các bài gì? Rồi bây giờ mình học qua phần quan phạm một tí. Bây giờ quan phạm này thì bài số 3 này thì chúng ta học về danh từ nam tính.
Bây giờ danh từ nam tính thì mình xem coi có bao nhiêu loại. À, thì ở đây chúng ta thấy là danh từ nam tính có á, a, ý, y, u, u, ô. Như vậy thì trong 8 nguyên âm thì trong đó có đến 7 nguyên âm, là 7 nguyên âm thuộc về vị ngữ của danh từ nam tính. À, tức là a, i, i, u, u, o. À, còn nếu mình học để thuộc luôn 8 nguyên âm thì cứ đọc hết nó a, a, i, i, u, u, e, o, mà nhớ là phải bỏ chữ e ra. À, thì mình sẽ nhớ được các tiếp vị, nếu mình nhớ nguyên âm thì mình sẽ nhớ được các tiếp vị ngữ của danh từ nam tính. À, các tiếp vị ngữ của danh từ nam tính. Rồi đó là phần phần tiếp vị ngữ. Như vậy danh từ nam tính thì có 7 tiếp vị ngữ. À, tức là có 7 dạng danh từ. Danh từ nam tính. Bây giờ thí dụ coi. Bây giờ lớp thử cho thí dụ một dạng danh từ nam tính nào đó. Bạch sư, con xin cho thí dụ danh từ. Đại sư tí thì sư mở một trang vật rồi cho sư biết. Yeah, là cái trang này. Cô ăn không nổi. Nhưng mà tốt nhất là ăn chay đi. Cô ăn đổi, cô ăn được. Ừ. Cô ăn được. Từ khi đi tu, từ khi cạo đầu đi, tôi xuống tóc đi tu là ăn chay đó. Xong rồi cô làm tê tăng cho hầu mà xuất giá nè. Cô làm, cô đã chay 150 suất á. Dạ. Xong rồi á, cho sư pháp cao á, à. Sư pháp cao sẵn hồn luôn xuống trước kia. Ông sư phụ ông kêu cô thanh nữ thanh ngọc cho. Dạ, cái tắc mi này cô thanh nữ thanh ngọc rồi tắc mi. Dạ. Tắc mi. Dạ. Chuyện tắc mi ha. Quá tài. Mấy chuyện không tắc mi là ở đây người ta nghe hết. Kỳ ta mở trang vợ mình mở không được. Bây giờ nói đại đi, nói sư biết trên đây. À, mày có gì bạn? Dạ, danh từ nam tính á, sư. A mắt chá là đại thần á sư. Thưa sư. Mắt chá. Dạ. A mắt chá là đại thần. Là có tiếp vị ngữ gì? Tiếp vị ngữ á. À, tiếp vị ngữ á. Yeah. Rồi ai nói được từ gì nói ra. Bậc sư là Ariya, là bậc thánh Ariya. Ariya. Dạ. Yeah. Là á. À. Thưa ai sư. Có biết chữ ý muốn gì cũng được. Muốn ní sư là tu sĩ nè. Đúng rồi, muốn ní. Dạ, là ý, ý. Mình tìm được hai dạng rồi đó. Tìm đủ 7 dạng thôi. Ra chá pí tú. Mỗi dạng mình tìm 2-3 từ cũng được. Ra chá pí tú. Ra chá là phụ hoàng. Đúng rồi. Ra chá pí tú ha. Dạ. 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 Rogi là người bệnh nữa sư. Là bí ngữ ý. Y. Ra chá. Ra chá. Ra chá pi tú. Là ú. Rogi hả? Ai nói rogi hả? Dạ rogi là bí ngữ y. Là người bệnh nữa sư. À là bí ngữ y đúng rồi. Nam tính. Dạ.
Rồi bạn gì nhớ? A ma là người mẹ, là bí ngữ A. Vậy là nam tính, nữ tính rồi, người mẹ là A là nữ tính rồi. Dạ, xin lỗi. Đang... sư là bê chá được không sư? Hả? Bê chá sư. Lại gì? Bê chá. Lại gì? Nghĩa là gì? Bác sĩ sư, bác sĩ sư. Bê chá hả? Đúng rồi, được. Dạ. Bê chá. Bê chá. Bê chá. Á, á, dạ. Bê chá. Á là vị ngữ. Rồi. À, còn gì nữa? Chưa thấy ai tìm được chữ chữ U rồi. Chữ U chưa tìm được. Chữ U chữ gì ta? Thầy sư biết khú được không ạ? À tú. Biết khú, biết khú là chữ U. À biết khú là chữ U. Dạ, biết khú. Dạ. Chữ O thì mình chỉ có một chữ thôi. O thì mình chỉ có một chữ là chữ go, là con bò. À nó chỉ có một chữ đó thôi. Còn chữ A, chữ A mình có thì dụ như là chữ sa là con chó, chân đi ma mặt trăng. Đó là chữ A nam tính ha. Sư có từ Purisa nam nhân nữa. À, Purisa là bây giờ mình ác. À, từ có từ Paragu là bậc không hiểu á sư. À, Paragu bậc không hiểu là người ngữ U. Dạ, U ạ. Paragu. Có Va Thu là người phụ nữ thì sư. Va Thu, Va Thu là người phụ nữ. Nữ tính rồi. À nữ tính, dạ. Măng ti là đại thần. À măng ti được nè. Măng ti là dạng y. Dạ. Măng ti. Khi mình tìm được như vậy là chứng tỏ mình mới hiểu bài. À, mới hiểu được bài. Thưa sư là Pát Hu là chúa tể, thưa sư. Pát Hu hả? Dạ, chúa tể. Pháp Pháp B B A B, con đọc chữ Pali nhé. B A B. Phải không? Phải chữ đó không? Hờ. Dạ. Ừ, đúng rồi thưa sư. Ừ. Dạ, là chúa tể. Pháp Hu chúa tể. Thưa sư, từ ác ghi á. Ác ghi. Ác ghi. Rồi ác ghi được nè. Ác ghi. Đó. Tập tìm vậy là các tử mình sẽ nhớ từ vựng. Từ ý xí sư là ẩn sĩ. Đúng rồi, ý xí. Ý xí là ẩn lần sĩ. Lần này mình học sao kỹ hơn lần trước. Ê, sư ý tú là người cha. Đã, cũng là nam tính. Dạ. Là nam tính. Cho chừng mẹ nói không? Dễ thứ sư. Ba đá là cái chân. Ba đá cái chân. À, ba đá cái chân. Ba ní là bàn tay. Ba ní phải dành từ nam tính không? Dạ nam tính ạ. Ừ. Cháp ma thí là thiền á sư. Được không thưa sư? Được không thưa sư? Đi. Dạ, cháp ma thí. Thưa sư, ba hú là cánh tay á sư. Ừ, ba hú. Ý xí, ý xí thưa sư. Ý xí có rồi. Có rồi. Sắc sắc tá là sư là thứ sư là chúng sanh. Rồi sắc tá. À, rồi tạm bao nhiêu đó ha. Coi như là mình tìm được chị là mình đã hiểu bài. Bây giờ chúng ta học bài học bảng chia. Học bảng chia. Bây giờ hôm trước mình học á, các
thể có thấy bảng chi không? Thấy. Dạ chưa thấy sư. Hôm trước mình học có danh từ là nó có mấy cách. Hôm trước mình học về cách tới danh từ có mấy cách. Thưa sư. Dạ, thưa ba cách. Danh từ có mấy cách? Dạ, tám cách. Tám cách. Danh từ có tám cách ha. Trời ơi, ai nói danh từ có ba cách vậy? Cái bảng trước mặt đây mình nói danh từ có ba cách. Danh từ có tám cách. Thì hôm nay mình sẽ học cái bảng chia danh từ đầu tiên. Ví dụ như là mình muốn xài danh từ nam tính vị ngữ ác ở dạng chủ cách mà số ít thì mình phải chia cho nó là ná rô. Nếu mình xài nó ở số nhiều thì mình chia nó là ná ra. Nếu mình muốn xài đối cách số ít thì mình chia ná răng. Số nhiều thì ná rê. Nếu mình muốn xài sử dụng cách số nhiều số ít ná rê ná. Số nhiều thì ná rê hí ná rê phí. Còn chỉ định cách thì ná ra giá ná ra sát. Số nhiều ná ra năng. Số sư cách thì có ná ra ná ra ha ná ra sma. Số nhiều ná rê hí ná rê phí. Sở thuộc cách thì có ná ra sát. Số nhiều ná ra năng. Định sở cách thì có ná rê ná ra hí ná ra minh. Số nhiều ná rê sú. Hô cách thì có ná ra ná ra ná ra. Thì đó là bản biến cách của danh từ nam tính. Thì ở trong tiếng Bali á, nếu mình muốn sử dụng được một danh từ nào đó thì mình phải nhớ được cái bản chia này thì mình mới sử dụng nó được. Một danh từ nào đó ở dạng chủ cách, mình muốn chia một danh từ nào đó ở dạng chủ cách thì mình phải nhớ cái bản chia này thì mình mới chia nó được. Còn nếu mình không nhớ cái bản chia này thì mình không sử dụng nó được. Cái này là bắt buộc. Rồi bây giờ nghe cách chia lại ha. Chủ cách số ít ná rô, số nhiều ná ra. Đối cách số ít ná răng, số nhiều ná rê. Sử dụng cách số ít ná rê ná, số nhiều ná rê hí, ná rê phí. Chỉ định cách số ít ná ra giá, ná ra sát, số nhiều ná ra năng. Số sư cách số ít ná ra, ná ra mha, ná ra sma. Số nhiều ná rê hí, ná rê phí. Sở thuộc cách số ít ná ra sát, số nhiều ná ra năng. Định sở cách số ít na rê na râm hi na rác minh số nhiều na rê xú. Hồ cách số ít na rá na ra số nhiều na ra. Rồi nghe lại lần nữa ha. Chủ cách số ít na rô số nhiều na ra. Đối cách số ít na răng số nhiều na rê. Sử dụng cách số ít na rê má số nhiều na rê phí. Chỉ định cách số ít na ra giá na ra sát số nhiều na ra năng. Su sư cách su ít na ra na ram ha na ras ma su nhiều na re hi na re phí. Sử dụng cách su ít na ra sát su nhiều na ra năng. Định sở cách su ít na re na ram hi na ras minh su nhiều na re su. Hồ cách su ít na ra su nhiều na ra. Rồi mời các tử giơ tay lên em tập chia ha. Anh Khánh mời các tử chia bản chia một sư. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Thưa sư, con xin chia danh từ ná rá. Chủ cách số ít ná rô, số nhiều ná ra. Đối cách số ít ná răng, số nhiều ná rê. Sử dụng cách số ít ná rê ná, số nhiều ná rê hí, ná rê phí. Chỉ định cách số ít ná ra giá, ná ra xá, số nhiều ná ra năng. Xuất sư cách số ít ná ra ná ram ha ná ras ma số nhiều ná rê hí ná rê phí. Sở thuộc cách số ít ná ra xá số nhiều ná ra năng. Định sự cách số ít ná rê ná ram hí ná ras min số nhiều ná rê xú. Hồ cách số ít ná ra số nhiều ná ra. Thưa sư xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ, bà sư con xin chia
danh bản biến cách của danh từ nam tính vĩ ngữ Á như là ná rá. Chủ cách số ít, ná rô số nhiều, ná ra. Đối cách số ít, ná răng số nhiều, ná rê. Sử dụng cách số ít, ná rê ná số nhiều, ná rê hí, ná rê phí. Chỉ định cách số ít, ná ra giá, ná rá xá số nhiều, ná ra năng. Xuất xứ cách số ít, ná ra, ná ram hà, ná rás mà số nhiều, ná rê hí, ná rê phí. Sở thuộc cách số ít, ná rá xá số nhiều, ná ra năng. Định sở cách số ít, ná rê, ná ram hí, ná rá mình số nhiều, ná rê xú. Hồ cách, ná rá, ná ra số nhiều, ná ra. Dạ con xin hết ạ. À. Dạ xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bà sư, con xin chia danh từ nam tính vĩ ngữ A như ná rá. Chủ cách số ít, ná rô số nhiều, ná ra. Đối cách số ít, ná răng số nhiều, ná rê. Sử dụng cách số ít, ná rê ná số nhiều, ná rê hí, ná rê phí. Chỉ định cách số ít, ná ra giá, ná ra xá số nhiều, ná ra năng. Xuất xứ cách số ít, ná ra, ná râm hà, ná ra sma số nhiều, ná rê hí, ná rê phí. Sở thuộc cách, ná ra xá số nhiều, ná ra năng. Định sở cách số ít, ná rê, ná răng, ná râm hí, ná ra smin số nhiều, ná rê xú. Hồ cách số ít, ná rá, ná ra số nhiều, ná ra. Bà sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Diệu Bảo. Dạ, con xin chia đọc từ, danh từ nam tính vị ngữ Á như ná rá. Chủ cách số ít, ná rô số nhiều, ná ra. Đối cách số ít, ná răng số nhiều, ná rê. Sử dụng cách số ít, ná rê ná, ná rê hí, ná rê phí. Chỉ định cách số ít, ná ra giá, ná ra xá số nhiều, ná ra năng. Xuất xứ cách số ít, ná ra, ná râm hà, ná ra sma số nhiều, ná rê hí, ná rê phí. Sở thuộc cách số ít, ná ra xá số nhiều, ná ra năng. Định sở cách số ít, ná rê, ná râm hí, ná ra sminh số nhiều, ná rê xú. Hô cách số ít, ná rá, ná ra số nhiều, ná ra. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Mang Gà Lán anh đi. Dạ thưa sư, xin đọc. Chủ cách số ít, ná rô số nhiều, ná ra. Đối cách số ít, ná râm số nhiều, ná rê. Sử dụng cách số ít, ná rê ná số nhiều, ná rê hí, ná rê bí. Chỉ định cách số ít, ná ra giá, ná ra xá số nhiều, ná ra năng. Xuất xứ cách số ít, ná ra, ná ra hà, ná ra sma số nhiều, ná rê hí, ná rê bí. Sở thuộc cách số ít, ná ra xá số nhiều, ná ra, ná ra năng. Định sở cách số ít, ná rê, ná răng hí, ná ra smin số nhiều, ná rê xú. Hô cách số ít, ná ra, ná ra, ná số nhiều, ná ra. Dạ thưa sư, xin hết. Rồi, tốt. Xin mời Phật tử Diệu Thủy.
Dạ thưa sư, con xin đọc biến cách của danh từ nam tính với vị ngữ A như ná ra là người nam, chủ vị cách số ná rá người nam, chủ cách số ít ná rô số nhiều, ná ra đối cách số ít, ná răng số nhiều, ná rê sử dụng cách số ít, ná rê ná số nhiều, ná rê hí ná rê bí chỉ định cách số ít, ná ra giá ná rát giá số nhiều, ná ra năng xuất xứ cách số ít, ná ra ná ram hà ná rát ma số nhiều, ná rê hí ná rê bí sở tục cách số ít, ná rát giá số nhiều, ná ra năng định sở cách số ít, ná rê ná ram hí ná rát minh số nhiều, ná rê xú hô cách số ít, ná rá ná ra số nhiều, ná ra. Thưa sư, con xin hết ạ. Giờ xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Nghe thưa sư, con xin đọc bản biến cách của danh từ nam tính vì ngữ A. Vì ngữ A na ra. Dạ, người nam có một chủ cách naro số ít, naro số nhiều, nara đối cách số ít, naram số nhiều, nare sử dụng cách nare na số nhiều, nare hí nare phí chỉ định cách, nara giá naras số nhiều, na ra năm xuất xứ cách số ít, na ra na ram ha na ras ma số nhiều, na re hi na re phi sở hữu cách, na ras sa số nhiều, na ras sa số nhiều, na sa năm định sở cách số ít, na re na ram hi na rasmin số nhiều, na resu hô cách, na ra na ra số nhiều, na ra. Xin công tử. Dạ, xin mời Phật tử Thanh Nữ Thanh Nguyễn. Dạ. Dạ sư sư, con xin đọc tính vị ngữ á như ná rá chủ cách số ít, ná rô số nhiều, ná rá đối ná cách ra. Ná ra đối cách, ná ram số nhiều, ná rê sử dụng cách số ít, ná rê ná số nhiều, ná rê hí chỉ định cách, ná ra giá ná rá xá số nhiều, ná ra nám xuất xứ cách, ná ra ha ná ra sam ra, ná ra ma số nhiều, ná ra hí sở thuộc cách, ná ra xá số nhiều, ná ra nam định sở cách, ná rê ná ra hí ná ram hí ná ram hí ná ra min số nhiều, ná ra min số nhiều, ná rê xú hô cách, ná ra số ít, ná ra số nhiều, ná ra. Dạ thưa sư hết. Số nhiều ná ra luôn. Dạ, xin mời Phật tử Phùng Điệp. Dạ thưa sư, con xin đọc bản biến cách của danh từ nam tính vĩ ngữ A, vĩ ngữ Á như ná rá, chủ cách số ít ná rô số nhiều, ná ra đối cách số ít ná răng số nhiều, ná rê
sử dụng cách số ít ná rê ná, số nhiều ná rê hí, ná rê phí. Chỉ định cách số ít ná ra giá, ná ra xá, số nhiều ná ra năng. Xuất xứ cách số ít ná ra, ná râm ha, ná rát ma. Số nhiều là ná rê hí, ná rê phí. Sở thuộc cách số ít là ná rát xá, số nhiều ná ra năng. Định sở cách số ít ná rê, ná râm hí, ná rát min. Số nhiều là ná rê xú. Hô cách số ít ná rá, ná ra. Số nhiều là ná ra. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Giờ xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư, xin đọc. Thưa sư, bản biến cách của danh từ nam tính vị ngữ é, nhưng đọc chữ é đi dé bậc thánh được không sư? Được. Dạ. Sao chia được? Nếu muốn chia vậy phải xem cái bản này thì mới chia được, chứ xem bản đó đâu có chia được. Mở rồi thì sao kỳ? Rồi gì đi, thấy chưa, thấy bản chưa? Dạ con chưa thấy. Rồi thấy chưa? Dạ chưa. Chưa, chỉ thấy màn hình của sư trên 4 cái file màn hình đó sư. Chưa thấy hả? Dạ, chưa. Thấy chưa? Dạ rồi. Rồi, chia đi. Nếu mà muốn chia danh từ Ariya. Dạ. Chủ cách Ariya. Trong từ chủ cách Ariya, chủ cách Ariya, số nhiều Ariya, đối cách, Ariya, đối cách Ariya, số nhiều Ariya, sử dụng cách Ariya về né, Ariya né. Dạ, Ariya về né đó. Không có, Ariya về né. Dạ, Ariya về né. Không có, bỏ chữ á đó ra. Ariya về né. Dạ, Ariya về né. Ariya xuân nhiều, Ariya về. Ariya về hí. Ariya về phí. Chỉ định cách Ariya về. Ariya về. Ari năng chỉ định cách Ari ya ya Ari ya sa chú nhiều Ari Ari ya năng xuất xứ cách Ari ya Ari ya ma ha Ari sát ma Ariyasma. Chú nhiều Ariyasma. Sở thuộc cách Ariyasma. Chú nhiều Ariyanang. Sở định cách. Chữ vô đây không thấy. Ariyasma. Ariyasma. Ariyasma.
Ari-yam-hi. Dạ, Ari-yam-hi. Cái chữ đầu tiên không thấy mất cái chữ ngón tay. Ari-yam-hi-chat-min. Ari-yam-hi-min. Dạ, Ari-yam-hi-chat-min. Chưa nhiều Ari-yam-hi-su. Hồ cách Ari-yam-hi-ya. Chưa nhiều Ari-yam-hi-ya. Dạ, thưa sư xin hết. Nếu mình muốn chia theo cái bảng này á, ví dụ như là mình danh từ nào đó nó tận cùng bằng á thì mình phải bỏ chữ á đó ra, tại chữ á đó người ta đã thay thế nó vào ở trong đây rồi, cho nên mình bỏ cái chữ cuối nó ra, mình chỉ ghép cái đuôi này thôi. Cảm ơn sư. Rồi còn hai nữa. Phật tử, xin mời Phật tử Thạch Nguyễn à. Xin lỗi, hồi nãy con đọc rồi, con quên bỏ bàn tay xuống. Dạ, còn Phật tử Quanh Nguyễn, hồi nãy là như là... Bảng biên sách của danh từ nam tính, như A như Arija. Một chủ cách số ít Arijo, số nhiều Arija. Hai đối cách số ít Arijam, số nhiều Arije. Sử dụng cách Arijena, số nhiều Arijehi, Arijebi. Bốn chỉ định cách số ít Arijaya, Arijasa, số nhiều Arijanam. Tất sự cách Arijaya, Arijamha, 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 Arijasma, số nhiều Arijehi, Arijebi. Sự cách số ít Arijasa, số nhiều Arijanam. Sở cách số ít Arije, Arijamhi, Arijasmin, số nhiều Arijesu. Hô cách số ít Arija, 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 số nhiều Arija. À, tốt. Như vậy là được rồi đó. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ, thưa sư, con xin chia danh từ nam tính tham má. Rồi. Sư. Được. Dạ. Rồi sư, con xin chia danh từ nam tính vĩ ngữ á như là tham má. Chủ cách số ít tham mô. Số nhiều tham ma, đối cách số ít tham măng. Số nhiều tham mê, sử dụng cách số ít tham mê ná. Số nhiều tham mê hí, tham mê phí. Định sở cách số ít tham ma giá, tham mát xa. Số nhiều tham ma năng, xuất xứ cách số ít tham ma, tham mâm ha, tham mát ma. Số nhiều tham mê hí, tham mê phí. Sở thuộc cách số ít tham mát xá. Số nhiều tham ma năng, định sở cách số ít tham mê, tham mâm hí, tham mát bình. Số nhiều tham mê xú. Hô cách tham má, tham ma, số nhiều tham ma. Dạ con xin hết ạ. Đó, cô Hảo là bây giờ là hiểu khá tốt và nắm chắc rồi đó. Học lần thứ hai này là bây giờ dạ con Phật tử Thanh Nữ Thanh Ngọc là đã có muốn chia thêm nữa không ạ? Dạ thưa sư, danh từ nam tính ngữ á như là vê chá được không sư? Được. Vê, chủ cách số ít là vê vô, số quýt nhiều vô. Quýt vô ha. Quýt vô, quýt vô. Số nhiều là V
Vê cha. Đối cách là Vê giam. Số ít. Số nhiều là Vê Vê dê. Vê dê. Vê dê hả sư? Ừ. Sở chủ cách là Vê Vê chê. Vê chê ná. Số nhiều là Vê chê hí. Vê chê hí. Chỉ định cách là Vê cha giá. Vê chá xá. Số nhiều là Vê cha nam. Xuất xứ cách là Vê chá. Vê giam ha. Vê Vê sa má. Vê chá ma. Vê Vê cha hí. Vê chê hí. Sở hữu cách là Vê chá xá. Số nhiều là Vê chá nam. Định sở cách là Vê chế. Số ít là Vê chăm hí. Số ít là Vê chăm minh. Số nhiều là Vê chế xú. Hổ cách là số ít Vê chá. Số ít là Vê cha. Vê cha. Số nhiều là Vê Vê cha. Vê cha. Hết hư sư. Dạ có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ thưa sư đã hết rồi sư. Giờ nghe đọc lại ha. Nghe đọc lại rồi về tập đọc cho được. Cái bản chia này nếu mình có thời gian là mình phải học thuộc lòng nó. Tại nếu mà mình không nhớ là mình không sử dụng được danh từ. Tại muốn sử dụng được một danh từ nào đó ở dạng năm tính vị người khác thì mình phải chia, phải nhớ cái bản này rồi mình ghép cái chữ đó vào. Thí dụ như nãy trong bản từ vựng, trong bản từ vựng mình có chữ Gautama. Thì bây giờ mình không xài cái chữ đó ha, thì mình sẽ đưa vô cái bản này để mình chia. Ví dụ chia nè. Chủ cách số ít Gautama, số nhiều Gautama. Đối cách số ít Gautama, số nhiều Gautama. Sử dụng cách số ít Gautama ná, số nhiều Gautama hí, Gautama phí. Chỉ định cách số ít Gautama giá, Gautama xá. Số nhiều Gautama năng. Số sức cách số ít Gautama, Gautama gầm hà, Gautama ma, Gautama hí, Gautama phí. Sử dụng cách số ít Gautama xá, số nhiều Gautama năng. Định sở cách số ít Gautama, Gautama hí, Gautama minh. Số nhiều Gautama xú. Hô cách số ít Gautama, Gautama, số nhiều Gautama. Ví dụ vậy. Hoặc là nãy mình có chữ gì? Alo. Một kinh từ năm tánh nào đó à, một kinh từ năm tánh nào đó mà nó có vị người án ở dạng phổ thông thì nó được chia giống như vậy. Như nãy trong bản từ vựng mình còn có chữ gì à? Ví dụ như là Rahula, Rajakumara. À, thì mình sẽ có chủ cách số ít Rahula, Rajakumaro. Số nhiều Rahula, Rajakumara. Đối cách số ít Rahula, Rajakumara. Số nhiều Rahula, Rajakumare. Sử dụng cách số ít Rajakumare ná. Rajak số nhiều Rajakumare hí, Rajakumare hí. Chỉ định cách số ít Rajakumara giá, Rajakumara phá. Số nhiều Rajakumara năng. Sư sư cách số ít Rajakumara, Rajakumaram ha, Rajakumarasma. Sư nhiều Rajakumare hi, Rajakumare phi.
sở thuộc cách số ít ra chắc của ma ra phát số nhiều ra chắc của ma ra năng định sở cách số ít ra chắc của ma về ra chắc của ma râm hí ra chắc của ma ra mình số nhiều ra chắc của ma rê xú hồ cách số ít ra chắc của ma ra chắc của ma ra số nhiều ra chắc của ma ra nhiều vậy. Thì đó là cái bản tập chia danh từ nam tính. Để buổi sau mình sẽ ôn lại lần nữa ha. Ôn lại lần nữa bằng cách là mình thêm các từ ngữ mà nó thành cùng bằng ác và nó được chia giống như là nó rác. Mình có một số bản từ ngữ đã liệt kê ở trong bài số 3 này. Mình sẽ xem các từ ngữ đó để mình tập ứng dụng cho cái bản chia này. Rồi còn thời gian thì chúng ta sẽ sửa bài tập số 3. Ra viên mời lớp nghỉ. Mời cô Phúc bị chung cầm mic để ở hướng đi. Mời. Sư Quang, sư báo thứ năm nghỉ sư. Bữa thứ năm này sư bận ha. Rồi thứ bảy mình cũng không có học được. Cho nên mình sẽ học bù lớp 2. Mình sẽ học bù tối chủ nhật ha. Tối chủ nhật mình sẽ học lớp 2 tuần này. Tại một tuần mình học có một buổi thôi mà nghỉ nữa thì hơi uổng. Cho nên mình cố gắng học bù lại tối chủ nhật. Rồi thông báo để lớp biết. Rồi mà cô Phúc Vị Trung Liên biết có còn hay không nữa. Dạ thưa còn ạ. Dạ bài học đến đây là kết thúc. Kính mời cô tu nữ Diệu Bảo thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báo có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Con Nam Mô Bụt Thaya, Nam Mô Tham Maya, Nam Mô Sang Khaya. Con xin thay mặt các học viên trong lớp xin đọc kinh hồi hướng đến chư thiên ạ. Akasattha cha pammatha deva naga mahitika bunyang no anumodan tu chirang rakhanto sasanang. Akasattha cha pammatha deva naga mahitika bunyang no anumodan tu chirang rakhanto no garu. Akasattha cha pammatha deva naga mahitika bunyang no anumodan tu chirang rakhanto nyatayo. Akasattha cha pammatha deva naga mahitika bunyang no anumodan tu chirang rakhanto panino. Akasattha cha pammatha deva naga mahitika bunyang no anumodan tu chirang rakhanto no sada. Idang watano bunyang asawa khaya wahang hon tuana gate kale. Sa thu. Dạ buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Dạ trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp Bali 1 vào các ngày thứ 3 hàng tuần vào lúc 19:30. Dạ kính chúc tất cả an vui trong cuộc sống. Dạ con kính chúc sư được khỏe, kính chúc sư ngủ ngon và một đêm an lành. Kính chúc quý đạo hữu có một ngày an lành, một đêm an lành và các thời đều an lành. Dạ kính mời quý đạo hữu nghỉ ạ. Dạ con kính tri ân sư ạ. Kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Dạ con kính cảm ơn sư ạ. Xin chào sư ạ. Con kính cảm ơn sư ạ.